Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói với quý vị và các bạn một cái câu chuyện đất của ai. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện mà nó cũng không biết phải gọi là tình ngay lý gian như thế nào. Tôi có một ông chú, ổng năm nay ổng cũng tuổi U70. Ông bảo với tôi rằng là chị Thu biết không, tôi á là họ hồi xưa ở với ba mẹ tôi, mà bây giờ á ba mẹ tôi á là chết rồi, thì anh chị em tôi á mới khởi kiện lên tòa, mà rõ ràng đất đó không phải là đất của ba mẹ tôi mà là đất của tôi khai hoang. Ông khẳng định với tôi rằng, với ông rất là ông bày tỏ những cái bức xúc nhất định, đất của tôi là do khai hoang. Câu chuyện như thế này quý vị và các bạn ạ, câu chuyện rằng là ông chú ổng khoảng nay khoảng ở lứa tuổi là 75, thì ông làm con trong một cái gia đình, thì khi mà con ở chung với ba mẹ thì ba mất vào khoảng năm 2010, mẹ mất thì vài năm sau đó. Thì khi mà ba mất mẹ mất, khi mà ba mất mẹ mất thì ổng vẫn tiếp tục quản lý sử dụng trên cái phần đất này. Thì tình cờ bây giờ là tại vì ông chú có hai anh em ruột, cho nên người em đó mới về và khởi kiện ở tòa đòi chia đất. Thì trong cái quá trình khởi kiện thì người em này yêu cầu chia, trong đó có 5.000 đất của ông bà để lại và khoảng 1.000 mét là đất mà hiện tại đang quản lý sử dụng. Thật ra cái việc bức xúc nó cũng là có thật thôi quý vị và các bạn. Ông bảo với tôi rằng là năm 1976 khi ông về thì tại thời điểm đó là sau ngày giải phóng thì đất trống, và ông đã cất một cái căn nhà ở trên đất. Thì quý vị và các bạn biết không, khi cất ở căn nhà trên đất, thì khi cất một cái căn nhà trên đất và ông đã xin đất và cất một cái căn nhà. Hồi đó mà quý vị và các bạn, đất sau ngày giải phóng đất hoang hóa, rồi ông khai phá, ông bảo rằng ở phía sau có mìn, có gọi là M79 và rất là nhiều người chết, nhưng ông đã không ngại những cái khó khăn. Ông bảo nếu mà trời mà cho chết thì chết, cho nên ông cứ thế mà ông khai dở. Vì đất gần ở khu danh trại của quân đội, cho nên cái việc mà mìn và những cái tàn tích sau chiến tranh nó vẫn còn, dẫn đến là ông rất là gọi là bằng mồ hôi nước mắt và máu nữa để cải tạo qua các thời kỳ. Xin nói lại một chút xíu là người em đã khởi kiện hai phần đất. Thì ý chí của ông tại tòa rằng quyền sử dụng đất của cái có hai cái phần đất để mà chia thừa kế nha quý vị. Phần thứ nhất là gồm đất của ông bà cha mẹ để lại. Thì ông nói thì bây giờ nhà có hai anh em, má đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chia nhiều chia, ông không có ý kiến. Còn cái phần đất mà hiện tại nhà ông đang ở thì ông phải lấy lại. Câu chuyện là trong cái quá trình từ năm 1976 ông quản lý sử dụng và ông đã đưa má về ở chung với nhà mình. Má ông thì trước đây ở một cái phần đất khác. Và khoảng năm 1995 thì nhà nước có chủ trương chính sách gọi là ai có đất thì đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mâu thuẫn là ở chỗ này quý vị. Khi nhà nước đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì nhà nước đã cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.000 mét vuông của ông và 5.000 mét vuông của đất thừa kế để lại. Tổng cộng là trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.000 mét vuông quý vị. Ông có phản hồi ý kiến đối với trưởng ấp, đối với các ban ngành, thì các ban ngành nói rằng là về mặt nguyên tắc thì người nào lớn trong cái gia đình thì người đó đứng tên. Và thật sự ra là trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó lại Ủy ban Nhân dân đã cấp cái thửa 5.000 và thửa 1.000 trên một giấy và để cho mẹ ông đứng tên. Lịch sử thì có những cái giai đoạn quá độ mà chúng ta không thể nào mà thừa nhận được. Tôi thì có những lúc tôi ngồi tranh luận với anh em bạn bè cũng là bên ủy ban với bộ phận cấp giấy và bên tòa, thì một số vẫn hai cái luồng khác, quan điểm khác nhau. Một số bảo nếu trong trường hợp cấp giấy sai thì thẳng thắn thừa nhận, còn một số thì bảo rằng là tại thời điểm đó việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng. Thôi thì ta không bàn, bây giờ tôi bàn về cái vấn đề là đất của con hay đất của mẹ. Và thế rằng là ông về quản lý sử dụng và cất vào tủ. Khi quan hôn tăng chế, khi mẹ mất thì ông cũng làm tròn cái nghĩa vụ của một người con mà không cần đến một cái sự hỗ trợ của người em. Và khi bố mất thì cũng lại điệp khúc như vậy, xây mộ, xây mã và hoàn tất. Thì người em đã về yêu cầu chia, thì ông bảo rằng là chỉ chia chừng phần đất ruộng 5.000 thôi. Vì hồi đó ba mẹ có nói rằng đất này là đất của ông bà, còn phần đất mà ông đang ở là đất của, do ông khai phá. Rất tiếc là ông đến văn phòng trong một cái tình trạng nó hơi chậm. Bà có một cái phán quyết của tòa, trong đó tòa án đã căn cứ vào những quy định của pháp luật để phân chia toàn bộ đất ruộng và đất đồng thành mỗi cái kỹ phần bằng nhau. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện về cung cấp chứng cứ để xem, để đưa ra những cái quan điểm thì nó cũng còn dài. Tuy nhiên, thông qua cái câu chuyện này, tôi muốn gợi đến quý vị và các bạn rằng hiện tại nó có một cái sự nhập nhằng giữa những cái người con mà ở chung với ba với mẹ trong suốt ngần ấy năm. Thì tôi cũng đã kháng cáo cái bản án và đưa ra những lập luận nhất định về việc đất này là đất do ông khai hoang, và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên mẹ ông mang tính chất là cấp luôn cả cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà vì cấp chung, và ông không có ý kiến. Và chắc chắn trong cái hành trình đi tìm công lý nó vẫn còn rất là dài. Tuy nhiên thông qua cái câu chuyện này, tôi cũng muốn quý vị và các bạn, những người đang ở chung với ba mẹ, hãy có những cái nhìn tỉnh táo. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn là những người nhận chuyển nhượng, những người khai dở, thì quý vị và các bạn hãy mạnh dạn nói với ba mẹ rằng tách ra khi ba mẹ còn sống, để tránh trường hợp khi mà ba mẹ mất rồi thì quyền sử dụng đất bây giờ trở thành di sản thừa kế, và di sản thừa kế thì căn cứ những quy định của pháp luật để mà phân chia. Kết một cái câu chuyện thì tôi có một cái câu chuyện cũng không biết phải xử lý như thế nào, quý vị và các bạn xem nhé. Mẹ thì có tổng cộng 9 mét ngang, quý vị và các bạn, 9 mét ngang, dài thì hết đất, dài thì khoảng chừng 50 mét gì đó. Thì khi bà còn sống thì bà có 3 đứa con. Khi bà còn sống thì đối với đứa con cả thì bà cho 3 mét. Và anh này đã tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra rồi. Tuy nhiên tới khi mà bà mất thì trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà vẫn còn 6 mét. Và người anh khởi kiện yêu cầu tiếp tục được chia. Cái phán quyết của tòa
nó dựa trên cái niềm tin là đất đã được tặng cho theo quy định của pháp luật là xong. Vậy thì 6 mét này sẽ còn lại sẽ chia cho các hàng thừa kế mỗi người được 2 mét. Một cái câu chuyện mà không biết là nên vui hay nên buồn đối với những cái người con mà chưa được chia đất. Và đó cũng là một cái sự công bằng của những người con, của những người làm con, của những người trong anh chị em ruột trong một gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ cũng không dông dài những cái câu chuyện pháp luật. Tuy nhiên, thông qua cái câu chuyện này, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, các anh, các chị, những người ở chung với gia đình, thì chúng ta cũng, nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất chúng ta tạo lập, thì chúng ta hãy nên thẳng thắn, mạnh dạn nói với ba mẹ tặng cho lại cho mình, hoặc là để lại di chúc cho mình, tránh những cái trường hợp giống như cái chú ở cái tuổi tuổi 70, đất khai dở, quản lý sử dụng hơn 40 năm lại bị tranh chấp cho rằng di sản thừa kế. Xin trân trọng cảm ơn.